Rồi. Có lớp mấy nhỉ? Lớp 5. Rất tốt. Rồi, đây ghi họ tên trường lớp bên đây lên. Rồi, rất đẹp. Viết xong rồi viết gì nữa? Lớp 10 đúng không? À. Rồi. Rồi. Anh dừng bút đi. Tháng 9 con vào lớp 1 đúng không? Rồi, rất đẹp, hai nhân đậm thôi. Ừ, tháng 8. Rồi. Ơi, bà là gọi. Rồi, rồi. Nhá. Rồi, rất tốt, dừng bút lại, dừng bút lại. Rồi như con đưa thẳng sang đây này, rồi con lại đưa sang đây này. Đẹp lắm. Nhớ chưa? Đọc kỹ qua đi. Mẹ con khen viết đẹp không? Để nó nhòe là... Thấy thích không? Mẹ sẽ chịu ở lớp đã đẹp nhất lớp chưa? Ừ, có bạn viết đẹp hơn không? Thế có bạn viết đẹp hơn ở cô cơ? Không, có bạn viết đẹp hơn không? Bạn thi luyện chữ đẹp. Ừ. Sau khóa này thì con sẽ đẹp bằng các bạn đấy. Còn 10 phút nữa nhá. Sang đây. Hình bầu dục rộng đủ 2 ly cho cô. Rồi, rất đẹp. Thư gửi bà đúng không? Con dừng bút tí đã. Tưởng tượng vẽ hình bầu dục nhá. Rồi, rất đẹp. Riêng e e thì viết bé thôi. Rồi. 1 ly nữa cho cô. Nó phải là hình bầu dục trước, con nhớ chưa? Tưởng tượng con đang vẽ hình bầu dục này không có. Có lớp mấy nhỉ? Cách xuống này. Cách lớp 4. Nhá. Còn chữ T mà con đưa thẳng xuống đây. Ừ. Thế mẹ đã khen là viết đẹp chưa? Được. Ưng ý không? Có. Cười tươi. Cô nhớ chưa? Cô nhắc lại này. Đưa thẳng chứ không phải đến tròn, đưa thẳng. Bà đang kêu dừng bút đã. Lưng cong to ra. Nhá. Con buổi mấy rồi? Rồi bây giờ mày tập đi. Bảy, con 17. Tập trung làm bài, cô gái con vẫn như cô nào. Con 17 nha. Những bạn ngồi ở đây tập trung làm với cô đi. Rồi. Rất tốt. Rồi, bạn kia đưa vở đây. Ở đây rồi, để thế được, con nhấc vở lên. Thế mình bị cái lỗi gì hả mình? Rồi.